quý bà tung dép múa cùng Nhị Khúc ở chốt kiểm soát dịch có cảnh sát giao thông. Dân mạng tròn mắt khi chứng kiến màn trình diễn võ thuật của người phụ nữ tại chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội. Mới đây, đoạn clip ghi lại hành động lạ lùng của người phụ nữ tại chốt kiểm soát dịch ở Mê Linh, Hà Nội khiến dân mạng xôn xao. Trong clip, người này phi dép lên cao rồi đi chân đất, rút ra trong túi một khúc côn khá dài. Bà ta vừa múa côn vừa biểu diễn vài động tác võ thuật ngay trước mặt các chiến sĩ công an. Hành động khó tả của người đàn bà thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Họ vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến màn biểu diễn của người phụ nữ trên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bà ta muốn được thông chốt nên làm như vậy để cảnh sát giao thông cho qua. Có người lại khẳng định bà ấy đang giải trí cho mọi người trong thời gian chờ đợi mà thôi.